Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một chương trình iGroup nhận top cần CHFI Round 2 nha tất cả các bạn. Trước kia mình đã có giới thiệu cho các bạn một chương trình iGroup nhận top cần CHFI Round 1. Chúng ta sẽ nhận hai top cần cứ khoảng IHFI. Hiện tại con ngày Round 2 thì mình nhận có 0.5 cần tiếp theo các bạn. Hiện tại con này mình đã có thông tin là nó sẽ được sàn vào sàn Bubit vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn cần click phần mô tả của mình, mở cái Telegram và bấm nút start chatbot tiếp tục các bạn. Bạn nào có làm vòng 1 rồi thì làm tiếp vòng 2 các bạn, rồi bấm vào continue. Con này chắc sau khi nó hết 2 vòng hay là 3 vòng thì nó sẽ trả tao cần các bạn. 67 cộng 1 bằng 68 các bạn. Nếu mà lấy sàn Bobit mà giá cũng như nó đề xuất nó đưa ra thì khá là ngon các bạn. Đầu tiên các bạn có nhiệm vụ đầu tiên các bạn vô những group kênh trailer chứ thuộc nó nghe qua này thì chắc nhiên là gần một mình vô rồi thì gao hai mình khỏi vô nghe tất cả các bạn. Này các bạn medium sao phải các bạn coi. Rồi, này các bạn chỉ kiểm tra thôi các bạn. Tại vì gao 1 mình đã có join rồi thì gao 2 mình khỏi join các bạn. Rồi, từ World thì bạn cũng follow và từ Wix. Này cũng follow rồi đúng không? Mình vào kiểm tra lại thôi nha tất cả các bạn. Này bạn, con này đã có support trên Bubit này các bạn. Rồi đây thì nó trong chương trình còn bán hàng trong chương trình free sale cái link form này thì các bạn vào mà tìm hiểu các bạn. Giờ các bạn like và tôi quyết tiếp tục nữa các bạn. Giờ test lại nè. Đây thì nó không có yêu cầu các bạn tăng người bạn thì các bạn cứ test lại thôi các bạn. Giờ các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn cũng tôi cần help split on Bubit exchange nè các bạn. Rồi các bạn cũng join kênh group kênh trailer kiểm tra vào hai kênh group nữa các bạn. Con này để các bạn không vô anh bỏ sót là nó không trả tao cần nha tất cả các bạn. Inform này các bạn. Khoan đây mình kiểm tra nha các bạn. Này các bạn, nó đang bán hàng trong chương trình free sale nè bạn. Một tóc cần là có giá là 10 IHFI nè các bạn. Buy nè các bạn. Buy nghĩa là bán. Buy bán hay mua gì mình quên mẹ thôi. Rồi. Và con match up đây các bạn. Rồi các bạn bấm đón nghe ba. Rồi các bạn bấm đón tiếp tục nghe ba. Rồi các bạn điền lại username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. À không, MMO Học Anh nè. À không, MMO Khoan các bạn, đây mình sai một chữ N các bạn. Các bạn cũng làm tương tự như dòng 2 vậy thôi nghe ba. Rồi các bạn bấm đón nghe ba. Rồi các bạn ngoài đây dí chút wallet ra, máy sơ wallet ra, các bạn copy địa chỉ ETH gọi là cho bot nha các bạn. Rồi các bạn sao chép các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. MMO của anh. Rồi vậy mình đã nhận được 0.5 tốc cần nha các bạn. Balance nó sẽ cập nhật số dư sau 6 giờ là những cái tô cần ghép của tất cả các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.